Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ hay đánh trong giải cờ tướng. Chúc mừng năm mới tại Trùng Khánh năm 2011. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Bên đỏ đi tiên là kỳ thủ Đông Hồ Lê Đức Chí và người cầm bên đen là danh thủ Mạnh Thần. Chi 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 Chi
将军。吃。将军。将军。吃。吃。将军。将军。吃。将军。将军。吃。吃。吃。Và tiếp theo sau phần cờ cho Vic xuyên qua để mở đường công đến từ bên đen của mệnh thần, thì trong thực chiến của trận cờ, bên đỏ đã bung cờ xin thua cho bên cờ trên khi các bạn thấy ngay đường tấn công về cờ tàng của mệnh thần đang tỏ ra quá mạnh và vượt trội cho bên cờ đó. Như vậy kênh Học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên một trận cờ thi triển đỉnh cao đến từ mệnh thần. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.